Sáng hôm nay thì anh em lúa đưa bác Sáu, chú Dũng với mấy anh đi bắt chuột cho cả nhà. Bác Sáu đang ở đằng kia kìa. Bữa nay mình cùng nhau trải nghiệm bắt chuột nha. Thôi con chào bác Sáu nha. Chào mấy anh em. Bữa nay dữ lắm đông cả nhà. Miếng lúa này thì khoảng 5.000 mét vuông. Đó. Chú Dũng đang lại luôn kìa. Máy cắt đang chuẩn bị. Mà nguyên vậy. Mình là còn vẫn còn nít. Ở đây nha, ra ngoài nắng bệnh chết nha, không có đi đâu nha. Lấy về chó ngồi cùng cắm cắm. Đứa nào có giấy không lấy chuột kìa, chơi vậy thôi đón một con đầu tiên. Sao đi được không? Hai con vô. Trời ơi mập sao ơi, chuột mập lắm cả nhà. Kìa đưa lấy kìa. Xong chắc nha. Hai con mà sao ơi, hai con. Come on.
cống nha, có dấu vô cột cống kìa. Ui, có dấu vô cống nha. Có vô cống á. Lượm luôn. Trời ơi, xíu vậy ơi. Hay quá. Lúa này sao rồi, trùng khắp nhiều quá sao? Bụi ơi, thường đất này xa dạt là chuột chạy lắm nè. 4 con hả anh em? 5 con. 5 con rồi. Vô. Xong cầm. Dúng nó miếng nước cái. Xong cầm cũng chết rồi.
nương đó, mày biết khách nương đó. Nó cắn cầm xiết. Bà Sáu, bà Sáu đi vòng một, bà Sáu vô trong ngồi luôn rồi. Trời đang hầm dữ lắm hầm cả nhà. Quá sao ơi. Ê. Đi luôn, trời ơi. Hai con nữa cả nhà ơi. Chốt vô vô trong rồi. Chốt. Bự. Chốt cái bá vậy. Ê mẹ ơi, có nước làm như nó rút vô trong rồi, không ra sao giặt không chạy. Tiếp này có không có là biết liền nè. Nãy được 6 con hả? Này có không có là biết liền nè. Đó. Chốt.
Xe xe xe. Dừng lại. Xe ơi, tới đây xe ơi. Cái đuôi nè, thấy không? Bên kia. Đuôi này dưới nè. Ừ. Còn nó còn ở trên. Xe máy con hả? Ừ. Rồi. Cái đuôi dưới thấy không? Ở dưới. Ơi trời, con chuột ở dưới rồi, mình cứ bắt con chuột ở trên. Dính rắn mạnh kia kìa. Ớt hồn rắn bự kìa trời. Dưới này thằng này con kìa bây. Con chuột đó là con chuột khác, con chuột ở dưới, kêu quá chuột dưới, con trên chính rồi. Ôi ôi, rắn nước bự kìa. Dưới này xem. Lỗ này còn nữa nè anh em. Trời ơi. Đây em đâu tới rồi. Hả? Đây chưa tới rồi. Đây chưa tới luôn hả? Xong. Chỗ này còn anh em. Đi đâu? Ui. Ơi, con chục ngoại con á nghe. Đây 6 con ở kia được 7 con đó, 13 con đó, 3 con 16 con đó, nhiêu à. Đứt dép luôn cả nhà ơi. 16 con chục. Có phơi. Nắng kinh khủng, nắng gì chứ. Rồi. Dạ dạ anh Huy tìm tới à. Sao chú Dũng? Thôi sao đây sao? Dạ dạ. Quá trời quá đất đi một vòng một là chịu hết nổi liền. Dữ lắm hầm. Anh lại đây giữ cổ. Mệt cả nhà ơi. Nắng kinh khủng luôn á. Nãy giờ ba xong bắt được nửa ký không? Tăng một cũng nhiều chứ bộ à, giỡn à. Đây cả nhà. Đây. Để cho có 6 nấm nè. Chú Dũng nhiêu nè. Đó, quá nhiều chưa. Dạ, một tăng một 5.000 mét vuông cả nhà. Bây giờ thì có anh Thi ghé chơi đây cả nhà. Bây giờ anh em mình sẽ đưa bác Sáu với chú Dũng với mấy anh về nhà mình để làm lương xương nha. Lâu lắm rồi mấy bác cháu mình mới gặp nhau. Nhiêu đó ạ. Nghe nổ này. Bác Sáu với anh thì với chú Dũng là lâu ngày gặp lại cả nhà. Bây giờ mấy anh em thì đi kiếm mớ cá rồi. À, lúa thì ở đây lúa lướng chuột. Mấy năm mới gặp lại. À, bây giờ làm sao ta? Chào cả nhà. Đây cả nhà rồi, chúc mừng cái đi, chúc mừng luôn. Rồi. 1 2 3 vô. Này thật sự thì mấy năm chú Dũng mới về thôi. Hơi bị tê hơi trời mấy ngày nay là cũng không hơi bị ngán bia luôn á cả nhà ơi. Lúa đang nhóm lửa nè, có mớ chuột ngon lắm, mập lắm. Mấy anh em mình đã bắt cá cha rồi mà về mình kho lạc. Chuột cái này ngon hết ghê cả nhà, coi nè. Con nào đấy mở lúc bằng ca luôn nha. Đó.
Đây là mỡ của nó nè cả nhà, rất là ngon nha. Đây có hai hàng lúa xanh nướng cho chú Dũng với bác Sáu với anh Thi thưởng thức món chuột nướng quyền thoại của anh em lúa. Này là khai vị thôi, chút xíu nữa mình có món nha cả nhà. Sáng thì gà kho. Còn tiếp nghe. Tiếp. Có sợ ớt. Không có gì ăn này, giờ tiếp chứ cái đồ vô trộn. Rau. Còn nghe hết đâu luôn. Còn với bác Sáu là chắc 2 năm à. 3 năm. Tại cái dịch là. Vô Dũng ơi. À cái dịch nó năm 10 năm 2020 rồi 21 bắt đầu. Thấy chặt. Chú 16 năm. Tưởng là dịch này đó, tưởng là anh em mình bắt sáu rồi tưởng chắc không qua nổi, ai ngờ qua nổi ông trời, ông tròn. Còn gặp trên Facebook á, Facebook rồi gặp hoài. Chú Dũng là về đợt này là 2 lần rồi. Về xuống 2 lần. Vẫn còn phong độ. Nhưng mà không bằng hồi xưa, hồi tối bị lúa đưa lên giỏng nằm ơi. Yếu mà đầy gió. Mình uống mười mấy lon rồi, còn mấy ổng mới ngồi ra rai còn khát nước với bà nội luôn. Nói chơi cả nhà, còn tốt lắm. Máy chạy còn mượt lắm. Mình làm lương xương thôi, hồi cá tra về mình nấu nha. Thì ngồi với chuyện lại vui chứ ngã dạ. Ngồi không uống cũng không khó chịu. Tối ngày ông theo ông chọc bác Sáu hoài cả nhà. Như vậy là chú ăn vài cái chấm vô rau đó hả? Dạ. Dạ đúng rồi, bác Sáu đi cũng thử đi ngon lắm á. Không chưa đâu, để ăn tới cái ăn bán rồi. Con xin lo bự đấy, bác Sáu bự đấy. Cái gì hả? Chú ta thích luôn rồi, thích luôn bự, nó nhỏ mình chơi nó nhỏ không? Chơi vậy nó chân đứng nè, cái gì một cấp 2 ai chơi? À. Ly lon hay là một lon một hơi? Cứ trầm trầm ly. Chứ phải có cục đá đâu đủ rồi. Ờ, bác Sáu tính chừng nào nghỉ. Khi nào mà bán tới ngày mai cũng mới nghỉ đó. Chưa, không có đâu, chưa thấy đâu. Chưa thấy đối thủ đâu. Giờ chú Dũng đang người thấy rảnh ra rước ra con cho anh cầm thêm con đây có giờ được đỡ vẫn về. Mời có anh thấy về. Cá gì? Mấy ký nè? 3 ký, 4 ký. Con bự quá trời. Trời trời dữ lắm bự rồi. Anh em vô kia đỡ và đổ ra cưng. Mấy con? Dạ con. Đây cá đây cả nhà. Thử không? Ôi ôi cá nó ngon con nội ơi. Cả nhà. Coi nè. Cá nó mập nè. Wow. Con này khoảng 3 kg, cứng 3 kg. Mà mới chát nha cả nhà. Mới chưa? Trời bữa nay mày cũng hơi hầm hơi cả nha. Chơi kỳ lắm lâu lâu. Chiều nay mưa nữa quá sao. Cái ghê mập ta. Bà Sáu ơi. Dữ lắm mập luôn. Mập luôn hả? Dạ mở lúc bằng gai luôn nè. Đây cả nhà. Dữ lắm mập luôn nha. Dày mới ngon nè. Này luộc cái mẻ cũng ngon hay sao? Từ đây tới mùa mưa là dữ lắm chuột nó ngon. Mọi người tranh thủ về giao lưu nha cả nhà. Mập lên lên nhịp. Ngon ha. Ruột đâu rồi? Nãy mặn ruột đâu rồi? Gì? Nãy xong mặn ruột mà. Chỗ của mặn ruột kìa. Con nào thì con nấy rồi. Chiều nay bác Sáu về Sài Gòn rồi cả nhà. Lâu ngày bác cháu gặp nhau vui quá. Đó, nói chung là bữa nay anh em mình hết nổi rồi cả nhà. Chủ yếu là mình làm mồi cho mấy anh mấy chú thưởng thức chứ bữa nay là hết nổi anh Nghiệp ơi. 3 ngày liên tục rồi. Không đại diện chứ. Đứa thì tự còn đứa uống rồi. Mẹ đang chuẩn bị đó, nước lẩu. Cá này cả nhà. Cá mở vàng ngon ha. Đúng đời thiệt chứ. Cá này cá đực nè. Thịt ngon ơi là ngon cả nhà, mở vàng nè. Đó, lúc luôn nè. Đúng bạn.
Sao cho uống cái dao nhỏ là sao? Sao sao cho uống cái dao con cầm á? Sao đây, sao đây? Chuột nướng lá chuối. Được lắm, bữa nay ngon à nghe. Ôi trời ơi. Trời ơi. Xong ơi. Đúng đời thiệt chứ. Ơi, mở nè cả nhà. Đúng đời thiệt chứ. Bẻ thử coi xong. Dính vô méo vậy. Thấy mùi dưỡng tăng chính rồi dạ chứ. Trời ơi mình thích chứ. Ơi, cái này nó không có bị khô nha mày. Tại chuột mở. Ừ. Này lấy đồ hầm nha. Ai, để vậy thôi. Đủ đi người con, đi người con chút đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 người. 9 con đi. Con này ra luôn đi. Đó. Con này. 1 2 3. Đưa con VIP trước đi. Đây. Đây, đây luôn. Đây luôn. Đó. 5 6 7 còn đó luôn đó. Đó. 8 9 người hả? Lên luôn. Đó. Chụp tới nha mọi người ơi. Dữ lắm mập nha, chụp dữ lắm mập nha người, một con nghe bác Sáu. Hai con, đây, người, hai con đúng luôn đó. Mẹ sao? Đây mình để nóng nóng nè cho nó ngon. Hết mình lấy thêm. Đó. Đây. Rồi cho chú Sáu với anh Thì ghé hai lúa cái này không á. Ghé hai lúa chợ chuột không á. Đúng rồi đó. Chén có Sáu phải không? Rồi. Chú Dũng. Đứa con chuột này nó không mổ ra còn gì trong này. À không không, bác Sáu thử đi. Đó. Chú Dũng. Lựa cho anh con anh Thi tuyệt vời coi. Thi đâu? Thi biết không Thi đâu đâu. Đó. Ship. Cảm ơn. Rồi anh Thi. Thử test thử đi anh Thi. Trắng cái gì ta? Dạ. Trắng à, chào cũng được nè bác Sáu. Chào cũng được luôn. Bác Sáu thử trước đi. Trắng búa đây. Sao thử trước. Đây. Trời ơi. Bốn. Nóng rồi bác Sáu. Bốn gần 5 năm à, 5 năm rồi mới về bà hơi lúa đây. Ôi trời. Rụp luôn á. Nóng quá, nóng quá. Ôi. Bữa này đi, để ngủ nó không ngon chú Dũng. Đúng rồi, ngủ không ngon. Để chưa, để đừng lấy nha, để vô lấy miếng chanh nè. Đụng miếng chanh. Đó, bên này có chao. Nó nóng ghê lắm, đừng đụng vô. Nóng bằng mấy giờ lò mà. Nóng hổi. À. 4 năm rưỡi rồi mới ăn là con chuột của hai lúa. Đi cái đây chờ nó nóng đi. Hai lúa nghe, 4 năm rưỡi rồi. Dạ. Tưởng đâu cái dịch vừa rồi bác Sáu ra đi, không ra ông trời cho bác Sáu khỏe. Để gặp Thi, à, gặp hai lúa rồi gặp ba đứa xong này vui vui. Rồi sẵn đây bạn mình bên Mỹ về bằng Dũng về. Trời ơi nó quá vui. Có mùa dịch này đứt hết, đứt bóng đi đâu rồi. Dễ gì? Ý không lại nghĩ cái gì không quá. Ý trời trời ha. Anh Thi, cuối đi. Nặng chanh không? Có nặng chanh ăn mới ngon. Đúng rồi, con anh chú chú. Mà bên kia cho nó nóng nóng, anh dẫm anh nằm chút nha. Nó đang có bị sao nữa. Mày không bị nổi. Cái gì vậy? Tao sắp liền mà. Thiệt luôn á trời. Sắp ổng năm lâu liền vậy. Sắp ổng năm lâu, ổng đầu tiên. Ông Quốc ổng bãi lâu, ổng còn là... Chịu sao nổi bác Sáu. Ổng không tin. Để lên cho nó nóng. Ổng tự kìa. Sao mà... Già này bao nhiêu năm cũng vậy rồi, cho nó lúa nghe, ăn miếng nghe, cắn miếng. Dạ dạ. Chấm đó là bộ nó vườn đó, nó vườn anh Sáu thôi. Đó. Là bộ vườn anh Sáu thôi. Không có vườn đâu. Mềm. Uống bia mà uống quá nhanh anh dậu liền. Hồi nãy ông chưa ba lon mà thua đã sáu bánh lon liền dậu liền. Thử vô anh Quy, anh Hí. Vườn thôi, vườn Sáu rồi. Nó mềm mập à. Sao kỳ trời, chưa cho lên giỏng nằm nữa rồi. Dậu. Không là 4 thủ rưỡi rồi năm. Sáu. Mất nửa tiếng mà. Nấu con chuột thì Sáu với hồi sáng bắt phải không? Ừ, trời ơi. Sáu bắt à. Ba xong nó còn ba xong nó còn xử rồi, bắt Sáu ba chụp cái đuôi nó qua nó cắn sao? Sáu cắn cái bọng này nè. Từ từ ngon. Đúng là bắt chuột là phải chụp cái đuôi chứ đừng có chụp cái đầu. Không, chụp cái đầu mới được nó cắn. Hỏi. Phải chụp cái đầu cả nhà. À, Vũ Dũng nói chơi nha. Chặt cái đuôi là nó quất mình liền đó. Liền bỏ vậy. Ai kia là cứu ổng chụp cái đuôi. Không, hở theo lúa này. Ngồi với ổng á.
trong 25 phút quất 5 lon không chịu nổi. Không ai chịu đúng rồi. Ông không tin những thêm hữu chính rồi tại ông mắc rồi đó chuối á. Đâu anh lật ra cây, anh bẻ ra cây này là biết liền à. Đổ không. Chính hả? Chính hết. À, chỗ này là khó chín nhất mà nó còn chín nè, nó chi chứ đó. Ủ lá chuối á. Ủ lá chuối á. Đây không phải là sống nó chín hết. Điều nó sao làm thử cái bọng cái bọng này đó con cũng ăn được là mới có hết. Không, hồi đó thì chưa ăn. Thử đi, thử nhẹ. Ủa, cái trong bọng này có cái gì ta? Cái này là cái ngọc tí nè. Cái bào tử nó còn trống hết. Rồi. Không, hồi đó giờ hai lúa nhiều lắm chưa ăn chuột. Tại vì qua cái chương trình 40 năm mấy rồi nó thật lòng. Miễn sao ông trời ông cho mình có sức khỏe tới hơi lúa rồi này nọ vướng vui chúc ăn cho con chuột, ăn con chuột cho nó ngon. Chúc cho bác Sáu với chú Dũng với mấy anh em thật nhiều sức khỏe đó. Vậy mới đã đó, có gan luôn này á. Dạ hai con giấy, thằng giấy ờ vậy đó. Cái bộ hả? Ông không tin đâu. Ông lặng đi. Ông nợ tao đông rưỡi. Rồi chống tao ngon. Ông Dũng không uống chưa biết. Uống bia thằng nào biết Sài Gòn sợ bỏ của ông nhận. Thằng này nó chặt chạy làm lương xương. Rồi chiều nay bác Sáu quay về Sài Gòn rồi. Dũng. Cảm ơn. Từ Sa Đéc chạy qua uống 4 rưỡi gì đó ngủ đó hả? À, bác Sáu là dùng hôm nay hơi lúa, có nghĩa là hôm nay cảm ơn tất cả trong nước và ngoài nước, tại vì tới miễn mà qua cái giờ xong là mình cảm thấy có sức khỏe, và tới gia đình hay lúa là mình biết mong tất cả có gì bỏ qua cho hay lúa và có sáng nghe. Du là chính với sáng ơi, đúng rồi. Cái câu này câu lành mạnh nhất á. Dạ qua, du là chính. Qua mùa dịch hơn là cuộc sống, qua là cuộc sống thì thế không. Tại sao quay quá mạnh mạnh ông không tin, ông nghĩ sống khỏe dữ vậy. Ngon cả nhà. Đó nó ngủ mà nó cười mỉm chi kìa. Nếu không, nếu còn ngồi đây nữa không. Nếu ngồi đây nữa ông còn để luôn. Còn nữa là nó cười chi. Chỉ còn một chút là không có cửa. Nó nói là nhường ông quá, nhường ông mà ông cứ nói hoài rồi. Vậy đi. Vậy không có cửa vậy, không có cửa. Tôi là không có nói Dũng mà tôi nói anh Tàu Dũng này, tôi nói thật ai cũng biết đâu biết. Những cái thằng mà cắt lắm mà. Làm sao không sao. Ngồi một tiếng là bổ của chạy. Vậy anh. Quy định trong cái bàn nhậu là nhậu không có kể. Ok. Để bắt đầu làm chuyện ok. Nói thôi chứ lên uống cái em yên lon hay lon anh đi. Xong nó mới vô anh. Không phải tại vì thằng Sang ở đây cái chai rượu là ổng muốn xỉn rồi. Nó ví dụ là ớn ốc mà. Nãy xe tự nhiên mà đem cái rượu rồi chi vậy? Nó đỡ giường, nó giờ xe đét á, trong nhà đó. Trong nhà. Đã hả? Dạ. Không, lần đầu tiên ăn bà xong nãy được chứ ăn dạ. Có gan này. Ngon. Hồi xưa tới hơi lúa nhiều lắm, ít khi ăn được con chuột. Con chuột mập á, là đúng nó, cái đó. Bộ lòng nó rất là ngon cả nhà. Cả nhà. Giờ tới giờ anh em đưa lúa với lóng đưa mấy chú mấy bác về Sài Gòn với Sa Đéc. Thôi bác Sáu gặp ở hai lúa rồi. Bác Sáu thì thương hai lúa lắm. Để cho bác Sáu về, tại vì bác Sáu từ sau trên đời này không có ai được thay đổi đâu. Thôi chào bác Sáu về nha. Dạ dạ dạ. Con chào bác Sáu. Với xe với con rồi tới Sa Đéc. Còn cái gì? Ở bển máy lạnh đó mở sẵn rồi. Bây giờ anh Thi với bác Sáu thì quen biết rất là lâu cả nhà, giờ đó là lâu lắm rồi mới gặp nhau. Thật sự cảm ơn chú Dũng, cảm ơn Dũng, cảm ơn anh Duy. Dạ. Cảm ơn anh Duy. Dạ. Kéo ra bác Sáu nữa. Dạ. Uống vừa vừa thôi bác Sáu ơi. Ủa hay quá. Gặp hai lúa sao đời này. À mấy năm rồi mới gặp nhau mà. Dạ dạ. Mấy năm rồi. Rồi nghe. Rồi. Dạ dạ. Hai lúa nghe. Bác Sáu mãi mãi là hai lúa không thể nào bỏ được đâu. Dạ con cảm ơn bác Sáu. Bác Sáu về phải không? Ủa ai chở? Thôi bây giờ thì lúa xin phép chia tay cả nhà. Hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo trên kênh Hai Lúa Miền Tây. Lời cũng mới về luôn cả nhà. Rồi bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye mọi người. Bye bye cả nhà. Bye bye.